Chào các bạn nha, hôm nay mình nấu cá tra nhúng giấm. Bắt nước lên nè các bạn, bắt nước, nước dừa với mình pha miếng nước lã vô thêm. Mình chuẩn bị nấu xương cá cho nó ra nước ngọt. Rồi cá mình thái lát rồi. Thái lát rồi, mình để đi. Mình mới thái xong nè. Rồi mình chờ nước cho nó nóng, có khói bốc lên rồi cái mình để xương cá vô nha các bạn. Giờ nước nó sắp sôi rồi, mình để xương cá tra đồ vô, mình cho nó ra nước ngọt nha các bạn. Rồi mình để nấu cho nó chín, cho nó ra nước ngọt. Sôi rồi nữa các bạn, mình cho đường, muối rồi vô mình nêm, mình nếm bột ngọt. Rồi mình cho giấm vô nha các bạn. Mình cho giấm vô chua chua, phải nhúng giấm phải chua hơn canh chua chút nha các bạn. Để cho nó sôi lên đi rồi mình nêm nếm lại. Cá xương cá nó chín ra nước ngọt, giờ mình vớt cá rồi cho các bạn. Mình bỏ hành tây vô cho nó không có mùi tanh của cá. Mình chuẩn bị dĩa cá rồi nè. Nấu sôi rồi lát mình quay tiếp cho các bạn coi nha. Mình trang trí hai dĩa cá tra thái lát rồi nha các bạn. Lát rồi mình ăn, mình nhúng vô. Rồi nước mình cũng nấu xong rồi nè. Giờ mình tắt bếp, mình để cái chút mình ăn rồi mình để vô. Bỏ cá vô mình ăn nha các bạn. Nướng này ăn xong rồi, nướng mình ăn rồi là xong rồi nha các bạn. Xin chào các bạn nha.